Thưa quý vị và các bạn, 10 tháng năm nay, nước ta chỉ bán hơn nửa triệu tấn hạt điều, đã thu về gần 2,95 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Mỹ và Trung Quốc chi lượng tiền lớn mua hạt điều nước ta. Ngành hàng này từ nhập siêu đã chuyển sang xuất siêu. Tính đến hết tháng 10 năm nay, Việt Nam đã chi ra gần 2,93 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu khoảng 2,52 triệu tấn hạt điều. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu điều tăng 44,8% về lượng và tăng 17,9% về giá trị. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu điều tăng 21,8% về lượng và tăng 15,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.